Xin chào tất cả các cư dân của phòng xe nhá. Hôm nay người nhà quê có việc phải lên tỉnh, vô tình đi qua showroom của Kawasaki Long Biên, thấy họ đang tổ chức lễ ra mắt cái mẫu xe ZX4R nên cũng ngó vào xem. Phải nói đây là một trong những chiếc xe rất được anh em đam mê tốc độ mong chờ. Sẽ là thiếu sót nếu nhắc về ZX4R mà không nhắc đến mẫu xe đình đám đã lấy không biết bao nhiêu là giấy mực của kênh truyền thông, đó chính là mẫu ZX25R được ra mắt lần đầu vào năm 2020. Chú tiểu hổ nhà Kawasaki ngay lập tức nhận được sự chú ý khi đây là một trong những mẫu xe dưới 300 phân khối hiếm hoi trên thị trường, được trang bị động cơ 4 xi lanh. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian tung ra thị trường thì động cơ của mẫu xe này lại bộc lộ một số vấn đề như là mô men xoắn tối đa của động cơ khá thấp, khiến cho cái lực đề của xe khá yếu. Chưa kể, việc nó hốc sang ngang ngửa mấy chiếc xe 1.000 phân khối cũng khiến cho Kawasaki phải suy nghĩ gấp về một bản nâng cấp cho ZX25R. Và có lẽ phải nói rằng ZX4R đã cãi đúng chỗ ngứa. Như các bạn đã biết thì thị trường xe Sportbike 1.000 phân khối đang có dấu hiệu hạ nhiệt và các nhà sản xuất đang dần dịch chuyển sang việc nghiên cứu và phát triển các cái mẫu xe Adventure cũng như là Sportbike tầm trung. Về ngoại hình thì ZX4R không có quá nhiều điểm khác biệt so với ZX25R, nhưng mà nội công của nó đã được tôi luyện thêm đáng kể. 79 mã lực là sức mạnh cần thiết cho một mẫu xe chỉ nặng hơn ZX25R 6kg. Đặc biệt, mô men xoắn của khối động cơ mới tăng gần gấp đôi, khiến cho điểm yếu về gia tốc của mẫu ZX25R gần như được xóa bỏ hoàn toàn. Về công nghệ thì Kawasaki cũng khá ưu ái cho cái mẫu xe này khi mà nó được trang bị gần như tất cả những gì mà người dùng mong đợi ở một chiếc Sportbike tầm trung. Ví dụ như là hệ thống phanh ABS, hệ thống chuyển số nhanh Kawasaki Quick Shifter, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống treo hiệu suất cao, bộ liệp chống trượt Assist and Slipper Clutch, phanh đĩa kép phía trước. Theo thông tin mà phố hàng xe hóng hớt được thì tốc độ tối đa của cái xe này nó rơi vào khoảng hơn 240 km/h. Và sau đây có lẽ chính là phần được anh em mong chờ nhất, đó chính là tiếng pô đặc trưng của một chiếc xe sử dụng động cơ 4 xi lanh. Với cái giá bán theo công bố của đại lý là 250 triệu thì anh em có nghĩ đây là một kèo thơm không nhỉ? Và cũng đừng quên đăng ký kênh để đón xem những video khác về thị trường ô tô xe máy này nha mọi người. Chúc mừng anh nhá, người đầu tiên sở hữu ZX4R miền Bắc.